Vì sao? Vì sắc cho đến thức không có tự tánh và bất khả đắc. Sắc không cho đến thức không, cũng không có tự tánh và bất khả đắc. Pháp không có tự tánh và bất khả đắc thì chẳng có chỗ trụ. Như vậy cho đến tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật không có chỗ trụ. Tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật không, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Vì tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật không có tự tánh và bất khả đắc. Tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật không, cũng không có tự tánh và bất khả đắc. Pháp không có tự tánh và bất khả đắc thì chẳng có chỗ trụ. Pháp thiện pháp ác không có chỗ trụ. Pháp thiện pháp ác không, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Vì pháp thiện pháp ác không có tự tánh và bất khả đắc. Pháp thiện pháp ác không, cũng không có tự tánh và bất khả đắc. Pháp không có tự tánh và bất khả đắc thì chẳng có chỗ trụ. Pháp hữu ký pháp vô ký không có chỗ trụ. Pháp hữu ký pháp vô ký không, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Vì pháp hữu ký pháp vô ký không có tự tánh và bất khả đắc. Pháp hữu ký pháp vô ký không, cũng không có tự tánh và bất khả đắc. Pháp không có tự tánh và bất khả đắc thì chẳng có chỗ trụ. Pháp hữu lậu pháp vô lậu không có chỗ trụ. Pháp hữu lậu pháp vô lậu không, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Vì pháp hữu lậu pháp vô lậu không có tự tánh và bất khả đắc. Pháp hữu lậu pháp vô lậu không, cũng không có tự tánh và bất khả đắc. Pháp không có tự tánh và bất khả đắc thì chẳng có chỗ trụ. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian không có chỗ trụ. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian không, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Vì pháp thế gian và pháp xuất thế gian không có tự tánh và bất khả đắc. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian không, cũng không có tự tánh và bất khả đắc. Pháp không có tự tánh và bất khả đắc thì chẳng có chỗ trụ. Pháp hữu vi và pháp vô vi không có chỗ trụ. Pháp hữu vi và pháp vô vi không, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Vì pháp hữu vi và pháp vô vi không có tự tánh và bất khả đắc. Pháp hữu vi và pháp vô vi không, cũng không có tự tánh và bất khả đắc. Pháp không có tự tánh và bất khả đắc thì chẳng có chỗ trụ. Thiện hiện nên biết, chẳng phải pháp vô tánh trụ vào pháp vô tánh, chẳng phải pháp hữu tánh trụ vào pháp hữu tánh, chẳng phải pháp vô tánh trụ vào pháp hữu tánh, chẳng phải pháp hữu tánh trụ vào pháp vô tánh, chẳng phải pháp tự tánh trụ vào pháp tự tánh, chẳng phải pháp tha tánh trụ vào pháp tha tánh, chẳng phải pháp tự tánh trụ vào pháp tha tánh, chẳng phải pháp tha tánh trụ vào pháp tự tánh. Vì sao? Vì tất cả pháp này đều bất khả đắc. Pháp bất khả đắc thì trụ nơi nào? Thế nên thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát dùng các pháp không này để tu tập điều khiển các pháp, cũng có thể như thật giảng dạy hữu tình. Đại bồ tát nào có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thì không có lầm lỗi với chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác Thanh Văn và tất cả thánh hiền. Vì sao? Vì tất cả chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác Thanh Văn và tất cả thánh hiền đều có thể giác ngộ tùy theo pháp tánh này. Sau khi đã giác ngộ, các ngài giảng giải cho các hữu tình nghe một cách đúng đắn. Tuy giảng nói các pháp cho các hữu tình nghe, nhưng các ngài không lay chuyển, không vượt qua đối với pháp tánh. Vì sao? Vì thật tánh các pháp, tức là chân pháp giới, chân như thật tế. Pháp giới chân như thật tế như vậy đều không thể lay chuyển và không thể vượt qua. Vì sao? Vì pháp giới chân như thật tế này đều không tự tánh và hoàn toàn bất khả đắc. Pháp bất khả đắc thì chẳng thể lay chuyển vượt qua. Hết quyển thứ 470.